Vâng, xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay mình xin được hướng dẫn cho tất cả quý vị các bạn chúng ta cách để chúng ta thu âm trực tiếp trên Core BA9 thu MP3 để chúng ta làm nhạc beat hay là làm những cái nhạc chúng ta thích hay là làm karaoke. Thì đầu tiên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái cách thu âm. Còn những cái bài sau thì chúng ta sẽ được xem mình chia sẻ những cái cách để chúng ta làm karaoke, làm nhạc beat theo cái ý muốn của chúng ta trên cái đàn Core BA900. Thì đầu tiên để thu âm thì chúng ta sẽ vào cái nút record, nhấn đồng thời cái nút record và cái nút shift. Đây, hai nút này một lượt nha. Các bạn thông cảm là bởi vì mình vừa cầm điện thoại vừa ấy cho nên để nút shift đây. Và nút đây. Đó. Thấy chưa? Nút đây. Đó, và lúc này chúng ta nhấn đồng thời hai cái. Đây, đó. Màn hình nó sẽ xuất hiện. Nó hỏi chúng ta có bắt đầu thu âm hay không. Thì chúng ta bấm vào record đó, thu âm rồi nó bắt đầu thu âm rồi đó. Chẳng hạn như tôi muốn thu cái bài duyên phận như thế này ha. Chúng ta thu thử xem nào. Rồi, bắt đầu nha. Sau khi chúng ta thu xong thì chúng ta lập tức bấm nút record. Và lúc này màn hình nó sẽ hỏi là chúng ta lưu ở đâu. Chúng ta bấm bầu. Trước tiên là chúng ta chọn cái tên của cái tập tin mà chúng ta đã thu âm. Chúng ta vào bấm. Bấm thì ở đây thì chúng ta chọn cái gì cũng được. Tôi chọn cái đi. Duyên phận đi chẳng hạn. Cái này thì mình ghi cái gì mình ghi những mình nhớ được rồi đó có vật các bạn ạ. Rồi chúng ta ok và nó hỏi là chúng ta nơi chọn thì chúng ta bấm vào ở đây nó sẽ xuất hiện cái màn hình disk không là cái ổ đĩa trong đờn. Còn nếu chúng ta muốn lưu ra ngoài cổng thì chúng ta bấm vào đây và chúng ta quay cái đây xuống đó nó sẽ chuyển qua cái USB hoặc là chúng ta bấm vào chúng ta chọn bên này cũng được ổ đĩa này chúng ta chọn cái USB đúng không? Rồi bây giờ tôi không thích lưu ổ đĩa, tôi sẽ lưu ở USB. Chúng ta bắt đầu bấm lưu và nó hỏi là bạn có chắc chắn là lưu hay không? Thì chúng ta server. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ vào mở cái disk đó, chúng ta bấm vào xong play, chúng ta mở ra và chúng ta chọn vào cái ổ đĩa mà hồi nãy chúng ta đã lưu. Đây bài duyên phận, chúng ta mở xem. Đó. Các bạn biết sao mà lâu không? Hồi nãy mình bấm nút record là mình để lâu quá rồi mình bị thu. Cho nên là chúng ta phải đợi vài giây rồi nó mới lên. Đó là cái cách chúng ta thu style trong đường. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn thu từ cái laptop qua đường. Mình mở nhạc beat từ laptop qua đường mình vẫn thu được ha. Vẫn hay bình thường nha các bạn. Thì cái cách như sau. Mình xin phép là mình vượt một tay cầm một tay. Bây giờ mình nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái dây. Đây, một cái dây cái đầu rất xấu ly. Đó. Và một cái đầu 2.5 ly. 2.5 ly, 2.5 ly rồi 3 ly vậy đây. Nói chung là cái đầu nhỏ như thế này. Quý vị các bạn có thể mua ở ngoài tiệm ha. Đây. Thì cái đầu này chúng ta sẽ cắm vào cái lỗ tai phone của cái laptop, hiểu chưa? Đây. Rồi. Xong rồi. Trước khi cắm thì chúng ta phải dặn volume nhỏ lại chứ không để là nó gây cái tiếng ù nhiễu. Đây. Thì bắt đầu chúng ta tắt và chúng ta ra đằng trước. Thôi đây mình chỉ luôn. Nó có một cái lỗ. Đây ha. Cái lỗ này nó để là audio in nha các bạn. Đây, audio in này ha. Mà các bạn thấy rõ không ạ? Đây.
audio in đó. Audio in là cái đường lấy tín hiệu vào, còn cái đường đây là chúng ta quýt ọt thì chúng ta đã biết rồi. Chúng ta cắm vào ha, cắm vào hai cái luôn, cắm vào đấy. À, mình xin phép mình đổi cái máy quay lại, tại vì một mình nó hơi rất là vất vả cho cái việc hướng dẫn. Thôi chúng ta bắt đầu, chúng ta bấm cái nhạc beat. À, tôi ví dụ như một cái nhạc beat của tôi quay á, cái nhạc karaoke này chẳng hạn đó. À, trước khi bấm mà tôi stop đi. Rồi từ từ đó. Chúng ta bắt đầu cũng bấm lưu lại, cũng bấm server nhiều nãy nha, bấm hai nút lượt, bấm hai nút một lượt nữa mới lên nha các bạn. Mình cầm hai tay khó sợ khó quá. Thôi mở lên, và bây giờ mình mở lên trước rồi đó, thu âm trước, bấm vào đây các bạn đó. Rồi bắt đầu chúng ta bấm vào beat. Đây rồi. Đó, chẳng hạn như tôi thôi một khúc cái thôi. Rồi chúng ta lại stop, cũng giống như hồi nãy thôi. Chúng ta lưu cái gì đó chúng ta lưu. Ở đây tôi để cho nhanh này, tôi để AA đi chẳng hạn. Ok. Và tôi sẽ chọn qua ổ đĩa. Tôi lưu trong luôn đờn luôn, trong ổ đĩa luôn. Thì chúng ta server. Rồi. Chúng ta sẽ vào trong đờn. Nhớ là cái mục hồi nãy chúng ta lưu là trong đờn, chúng ta phải lựa vào chữ AA này. Đây, chúng ta mở lại xem. Đó. Các bạn thấy không? Vẫn rõ hay bình thường nha các bạn. Và đây là cái cách mà sắp tới này mình sẽ làm video hướng dẫn cho tất cả quý vị các bạn chúng ta cái cách chúng ta làm beat, làm karaoke như thế nào. Sẽ hướng dẫn chi tiết cho tất cả chúng ta. Các bạn có thể dùng cái beat trong đờn, beat trong điện thoại hay là các cái nhạc cụ khác mà phát ra âm thanh càng hay thì càng tốt. Chúng ta có thể mở đĩa, mở đầu đĩa là chúng ta thu vào vẫn được các bạn. Chúng ta sẽ lấy một cái đường cái dây, nếu mà có cái đầu đĩa thì các bạn liên hệ mình nha, để mình chỉ cho cái cách mà chúng ta thu từ cái đầu đĩa hay là cái đầu kỹ thuật số, hay là nói chung là những cái đầu nào mà các bạn chúng ta cần âm thanh thì chúng ta phải có một cái dây lắc để chúng ta nối qua bên này, các bạn hiểu không ạ? Mình cũng xin chia sẻ thật tình. Và sắp tới mình có dự định là mình sẽ làm toàn bộ những cái bước để chúng ta làm beat cũng như làm karaoke mà bằng cái điệu, cái style trong đờn cọt B900 của chúng ta. Đó thì các bạn chúng ta nhớ nhấn đăng ký theo dõi kênh, thì sắp tới mình sẽ làm từng tập hướng dẫn rất là chi tiết cái cách mà chúng ta làm nhạc beat. Trong khi hướng dẫn video này thì mình có điều gì sai sót cũng rất mong quý vị các bạn chúng ta lượng thứ bỏ qua cho. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video clip của mình. Mình chia sẻ lên đây là một cách thật tình. Mình mong là các bạn chúng ta hãy xem ủng hộ cho mình cũng như đăng ký kênh, like bình luận để giúp cho cái kênh mình càng ngày càng phát triển, để mình lấy cái động lực và mình sẽ làm tiếp những cái video thiết thực khác để chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái điều mà chúng ta cần trong cuộc sống. Và sắp tới mình sẽ dự định sẽ hướng dẫn cho tất cả chúng ta có một cái phần mềm thu âm rất là đơn giản, hiệu quả để chúng ta kết hợp với cái đàn cọt B9. Chúng ta sẽ bắt đầu làm beat. Cũng như các bạn nào thích làm karaoke thì chúng ta làm karaoke. Các bạn nào thích làm nhạc sống không lời, nhạc beat không lời đó thì chúng ta vẫn có thể làm được. Mà làm như thế nào? Đối với những người chúng ta gặp một số sự cố về trình độ chẳng hạn thì chúng ta sẽ bắt đầu làm như thế nào. Di Sơn sẽ có cách để giúp chúng ta khắc phục những cái trường hợp đó. Mặc dù là chúng ta không giỏi nhưng mà chúng ta sẽ làm được những cái beat karaoke hoặc là những cái beat chúng ta theo cái khả năng của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Chúc cho quý vị các bạn thành công. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở video clip sau. Xin cảm ơn rất nhiều.